To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I like sleeping alone. Em nghĩ là kiểu sẽ không có nhiều cơ hội để mình có thể tận hưởng ở những cái nơi mà nó sang trọng, nó xa xỉ như vậy. Thế nên là em cảm thấy rất là tiếc vì hôm qua em đã đi cùng anh Kiên. Nói thật là như vậy, em cảm thấy rất là tiếc và em cảm thấy hối hận vì cái sự lựa chọn đấy. You think I'm lying to myself, but the truth is I don't need you. Nhưng mình cảm giác mình đang phí thời gian. Em cảm ơn nhá. Okay. Anh về nghỉ ngơi. Ok. Bye bye. Bonjour 1664 Blanc. Annyeong. 오랜만. 뭐야, 꽃다발이. 오랜만. 꽃다발이. 꽃다발이. 그치. 그치. 잘 다녀왔어? 아, 거기 그래. 지옥의 천국 아니라. 더워서? 아니야. 호텔 진짜 크거든. 근데 어땠길래? 아, 나도 충격 받았어. 난... 충격 받을 정도였다고? 아, 나 완전 실망했어. 나 완전 후회. 아, 너무 아쉬웠어, 진짜. 거기 방이 진짜 좋았는데. 여기보다 커 집이? 어! 그리고 수영장이 진짜 길어. 수영장 진짜 크고 너무 이렇게 넓고 길고. 좋았겠는데. 어, 뷰도 엄청 훌륭했어. 오. 모두 다 좋았는데? 사람 다 빼고. 헐. 이름 나이. 거기 살아. 빼고. 어떡해. 좀 빼고. 실망, 권선. 이럴 수가. 나 상상도 못했어. 뭔 얘기? 나 진짜 어제 혼자 와인 먹었거든, 어젯밤. 아, 맞다. 그분 안 드시지, 술. 맞아. 근데 그거 사실 그건 문제 아니거든. 근데 무조건 답변할 때 네 해야 돼. 응, 아니야. 응 하면 안 돼. 어? 듣기 싫을 때. 근데 이제 존댓말을 써야 된다는 뜻이야? 이해가 안 되지. 왜? 말할 때마다 플러팅하고 너무 쓸데없는 거야. 너무 웃기지? 진짜. 나 지금도 아직 충격받고 있어. 호감도 마이너스 페인인데. 그냥 기억하고 싶지 않아. 그 화가 났어. 아까 나 되게 불편했거든. 아, 진짜? 어, 불편해. chiều nào đi kể các phòng luôn. Tại vì đang bị tức á. Lần Gossip Girl nữa. I think she's quite a selfish person, I think. Oh really? And not my style. Oh. Honestly, my honest, I don't want my wife that way. I want another way. Sometimes I want a wife house, but that not that kind of wife house, right? I have no idea, but I think she a drink lover. No, yeah. She told me she drink the whole bottle of wine when I sleep. Whoa. It's okay. Nice. At some point, but it's not okay for me. Mm-hmm. I just tell you the honest for yeah, me. Yeah. We are stay together. So. Không phải là kiểu của con gái mà mình thích. Mình nghĩ thế. Đừng. Không phải là người phụ nữ của mình. Trừ điểm. Nó thực sự anh Kiên là một người mà em cũng không. Sau khi nói chuyện xong thì em không muốn nghĩ gì nữa. Em không muốn tìm hiểu ấy ạ. Nên em không quan tâm nữa rồi. Nhưng mà tại sao lại bạn về phòng để nói với lại hai người con trai kia thì Kiên như vậy là bị trừ điểm? Từ ban đầu là anh với em đã trừ điểm Kiên rồi. Nhiều Kinh chuyện. Cũng bị ức á. Nhưng mà ức thì thôi, nhưng mà đàn ông đừng có như vậy mà. Thôi đừng có nói thôi. Biết là Kinh nhất. Chỉ cần nói là hai người không hợp, không vui. Vậy thôi. Đúng. Kinh ơi, rút kinh nghiệm đừng như vậy nữa nha.